những chiếc mô tô không có trục có phải là sự quyến rũ mới? Ford Motorcycle có trụ sở tại Phần Lan đang chuẩn bị bắt đầu sản xuất một trong những chiếc xe máy điện độc đáo nhất từng được tung ra thị trường. TS như tên gọi của nó, có một tính năng độc đáo nổi bật: bánh sau không có trục. Trong một video thú vị từ chương trình sạc đầy xuất sắc mà bạn có thể xem ở trên, bạn có thể xem tổng quan về cách TS hoạt động và đặc biệt là cách Ford đã quản lý để đưa trái tim của chiếc mô tô vào một bánh xe duy nhất. Việc thiết lập hub bleed trong TS vừa đơn giản vừa phức tạp. Motor điện được đặt bên trong lốp sau. Phần trung tâm của hệ thống được hỗ trợ bởi cánh tay đòn. Và phần bên ngoài xoay như thể trên đường ray. Vành xe cũng có các nam châm điện khi được cung cấp năng lượng bởi động cơ sẽ đẩy nhau, làm cho phần ngoài của vành xe quay và lái xe đạp về phía trước. Và mặc dù thật bất thường khi thấy một bánh xe có lỗ ở giữa, lựa chọn thiết kế này phục vụ hai mục đích. Nó có thể tăng cường khả năng làm mát và giảm trọng lượng lớn. Thêm vào đó, theo công ty, việc thiếu dây xích, dây đai hoặc hộp số khiến TS hoạt động cực kỳ hiệu quả. Động cơ có thể mang lại công suất 107 mã lực đáng khen ngợi và mô men xoắn cực đại 1000 Nm. Bạn không thể tìm thấy một chiếc máy nào khác trên hai bánh xe gần bằng một nửa con số này. Ý tôi là, nó chỉ có thể so sánh với những siêu xe như Bugatti hoặc Rimac Nevera nếu bạn đang nghĩ đến một chiếc EV. Đối với các thông số kỹ thuật khác của TS, nó có thể đạt tốc độ tối đa 180 km/h và tầm hoạt động 300 km hoặc 200 km trong thành phố và đường cao tốc tương ứng. Như bạn có thể tưởng tượng, chiếc xe đạp sẽ không hề rẻ. Nó có giá 23.681 đô la Mỹ. Nhưng điều đó không thực sự vô lý đối với chiếc xe máy đầu tiên thuộc loại này. Quá trình sản xuất sẽ bắt đầu trong năm nay, vì vậy hy vọng chúng ta sẽ không phải đợi quá lâu để bắt tay vào thực hiện. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!